Hello, các bạn đâu rồi? Các bạn đã vào chưa nhở? Các bạn đã dậy chưa nào? Nguyễn Hiếu xem nào. Wow, rồi rồi, Nguyễn Hiếu đang nhìn thấy các bạn vào khá là nhiều rồi. Và đến ngày hôm nay thì có vẻ như là cái giờ giấc dậy của chúng ta cũng đã quen dần rồi và các bạn vào thì nhanh hơn so với một vài ngày đầu tiên. Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi, các bạn nào mà đã chuẩn bị sẵn sàng xong hết rồi thì bình luận xuống phía dưới sẵn sàng nhá. Còn bạn nào vừa mới vào á thì bình luận xuống phía dưới là chào buổi sáng ngọt ngào cho Nguyễn Hiếu được nhìn thấy. Và giúp Nguyễn Hiếu tranh thủ trong cái giờ chờ đợi cho các bạn, một số các bạn vào sau. Thì chúng ta tranh thủ giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ cái livestream này cho bạn bè, cho người thân, để bạn bè và người thân của chúng ta cùng luyện tập với Nguyễn Hiếu để chúng ta có được một cộng đồng thật khỏe mạnh, được không nào? Giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ đấy ạ. Và sau khi chia sẻ thì các bạn để lại số 1 cho Nguyễn Hiếu được nhìn thấy để Nguyễn Hiếu gửi lời cảm ơn và biết ơn tới sự chia sẻ của các bạn, sự đồng hành của các bạn đã giúp Nguyễn Hiếu, đồng hành cùng Nguyễn Hiếu trao giá trị sức khỏe cho bạn bè, cho mọi người. Quả là cái công việc rất là vĩ đại đúng không ạ? Giúp cho mọi người khỏe thì không có gì vui bằng cái điều đó. Một số bạn thì đang vào sau chuẩn bị thì nhớ là chúng ta nhanh 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 lên nha, để chúng ta cùng nhau vào lớp cùng với cả Nguyễn Hiếu nào. Nguyễn Hiếu vẫn tiếp tục chờ đợi các bạn đấy. Và trong khi chờ đợi thì Nguyễn Hiếu sẽ làm một số thủ tục để có được một cái buổi tập tuyệt vời nhất, hiệu quả nhất và thư thái nhất. Các bạn tiếp tục chuẩn bị đi nha. Và bạn nào đã sẵn sàng rồi thì bình luận xuống phía dưới sẵn sàng và sau đó ngồi đó và chúng ta sẽ cùng chờ ít phút nữa để bước vào bài tập cùng với Nguyễn Hiếu các bạn nhé.
Nào các bạn thân mến của Nguyễn Hiếu, chúng ta cùng bắt đầu bài tập ngày hôm nay nhé. Và trước khi bước vào bài tập chính thức thì chúng ta sẽ cùng ngồi thiền, thư giãn, tĩnh tâm cùng với Nguyễn Hiếu để chúng ta hội tụ và tập trung năng lượng bao trùm xung quanh cơ thể của chúng ta để chúng ta luôn luôn đón chào một ngày mới tràn đầy năng lượng, vui, khỏe và hạnh phúc các bạn nhé. Nào chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bạn điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái đi, kéo cái mông ra sau để tư thế ngồi của chúng ta được vững chắc hơn. Hai tay để trên đầu gối, giữ cho lưng thật thẳng, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày của bạn. Hãy nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ nhàng đi. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít vào. Bụng phình lên và thở ra xẹp bụng lại. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể bạn. Đưa tâm trí trở về với cơ thể bạn. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra, chắp tay trước ngực. Rồi hít vào, vươn hai tay lên, giãn duỗi thật dài, thật dài, thật dài cho cột sống. Thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực. Hít vào, vươn hai tay lên, duỗi giãn dài cho xương sống. Thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực. Hít vào thật sâu. Chúng ta tập 5 lần. Vươn tay cao, giãn duỗi cho cột sống của bạn đi nào. Thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực. 4, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng 5, hít, vươn tay lên, duỗi dài cho xương sống. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng lại. Từ từ hít vào và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay vai. Sau đó, bạn hít vào thật sâu, dang hai tay sang ngang vai, úp lòng bàn tay xuống, quay người qua bên phải. Chúng ta vươn thật dài, thật xa, đi bộ thật xa, thật xa hai tay qua bên phải. Cúi nhẹ đầu xuống, nhớ là đừng kênh kéo mông nhé, mà bạn phải ấn chặt cái mông của bạn xuống. Giữ ở đây, hít thở đều. Rồi từ từ lùi tay lại và hít vào, nâng hai tay ngang vai, sau đó thở ra. Bạn đi bộ hai tay thật xa qua bên trái, với thật xa thẳng với cái đầu gối của mình đó, nhấn chặt mông đùi xuống, vươn tay thật xa qua bên trái, giãn mở toàn bộ phần vai của bạn. Cúi đầu xuống, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Từ từ lùi tay lại, hít vào thật sâu. Dang hai tay sang ngang, chúng ta quay qua bên phải, tiếp tục đi bộ thật xa hai tay của chúng ta nào, thật xa hai tay vươn xa, cúi đầu xuống và giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng hai tay, dang hai tay sang ngang, thở ra, quay qua bên trái, đi bộ thật xa hai tay ra, thật xa, thật xa. Cúi đầu xuống, kéo giãn toàn bộ vùng lườn phía bên phải. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1.
từ từ lùi tay lại, hít vào, nâng hai tay lên, đẩy căng lồng ngực. Lúc này chúng ta ngửa lòng bàn tay, chụm các đầu ngón tay vào khớp vai của bạn. Hít, đẩy căng ngực, nâng cằm lên. Thở, kéo vai về phía trước, hai khuỷu tay chạm sát nhau. Thắt chặt bụng lại nha bạn. Hai, hít vào. Chúng ta tập 5 lần, đẩy căng ngực. Thở, cong siết chặt bụng lại, cong lưng ra sau. Hai khuỷu tay chạm nhau. Ba, hít vào. Đẩy căng ngực lên. Thở ra. Bốn, hít. Thở. Và năm, hít. Thở. Siết chặt bụng, cong lưng ra sau, cúi đầu xuống. Từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, ngửa lòng bàn tay. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Tiếp tục chúng ta làm mềm cho vùng khớp háng của mình bằng tư thế con bướm nhé. Bạn trụ hai bàn chân lại, kéo gót chân sát về phía bắp đùi. Hai tay nắm lấy ngón chân cái. Đó, lưng giữ thẳng, điều chỉnh cái lưng của bạn thẳng đi. Sau đó chúng ta rung. Rung như vậy, hít thở đều. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Rung rinh, rung rinh, rung rinh. Thêm 10 giây nữa nha bạn. Trong khi rung thì chúng ta hít thở bình thường, theo cái nhịp thở của bạn đó, gọi là hít thở đều hoặc là hít thở bình thường. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, từ từ thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng dần, thả lỏng dần. Thế, sau đó bạn giữ nguyên chân của bên trái. Từ từ bạn mở cái chân phải, mở cái chân phải, úp cái lòng bàn chân của bên trái sang cái bắp đùi của bên phải, kéo căng cái gót chân của bên phải, mở chéo cái chân của bên phải, hông hướng thẳng về phía trước. Từ từ hít vào thật sâu, dang hai tay sang ngang. Thở ra, bạn nghiêng qua bên phải, nắm lấy cái vùng cổ chân, kéo cái khuỷu tay chạm về phía cẳng chân, vươn thẳng cánh tay trái, hướng mắt nhìn lên. Rồi hít vào một hơi thật sâu, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, bạn quay toàn bộ cơ thể theo chân của bên phải, chống hai tay ngang đầu gối, nhấn ép dần trán xuống dưới đầu gối của bạn, có thể tới hoặc không tùy theo khả năng của mình. Sau đó hít vào thật sâu, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, bạn trượt dài cơ thể về phía trước, thật dài, thẳng với cái vùng xương chậu, vùng hông của mình nhé. Hạ khuỷu tay xuống, hạ trán xuống và giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, sau đó hít vào. Bạn nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi bên nhé. Chụm co chân của bên phải lại, kéo chân trái sang ngang. Nhấn chặt chân, nhấn chặt để cái chân thẳng xuống dưới sàn đi, đừng có cong lên nha bạn, nhấn chặt xuống. Thế, hông hướng thẳng, hít vào, nâng hai tay ra ngang, thở ra, với tay trái nắm lấy cổ chân, kéo khuỷu tay của bên trái chạm về phía cẳng chân, cánh tay phải vươn cao lên, mắt nhìn lên, hít thở đều. Rồi từ từ hít vào thật sâu, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, quay qua bên trái, chống hai tay ngang đầu gối, nhấn trán chạm sát về phía cẳng chân nếu tới. Từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, gập dài người về phía trước, đi bộ hai tay thật xa về phía trước. Hạ khuỷu tay, hạ trán xuống dưới sàn, lưng có thể hơi cong một chút không sao. Hít vào, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi bên, mỗi bên một lần nữa nha. Co chân trái, mở chân phải sang ngang. Thế, mông chạm sát sàn,
hông hướng thẳng, hít vào, dang hai tay sang ngang, dựng cái bàn chân của bên phải lên, thở nghiêng qua bên phải, cánh tay trái vươn thẳng lên, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. 5 giây nha bạn, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít, nâng tay và cơ thể lên, quay qua bên phải, thở ra, cúi gập cơ thể xuống, nhấn trán chạm sát dần về phía chân. Nếu tới, từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, đổ người về phía trước, đồng thời đi bộ hai tay vươn thật xa, thật xa, hạ khuỷu tay xuống, hạ trán xuống dưới sàn. Giữ hít thở đều 5 giây. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi bên nào. Thu chân phải, mở chân trái sang ngang, úp lòng bàn chân phải vào bắp đùi của bên trái, dựng cái bàn chân của bên trái lên nha cả lớp. Rồi từ từ hít vào, dang hai tay sang ngang, thở ra, nghiêng qua bên trái, cánh tay phải vươn lên, hướng mắt nhìn lên theo tay, hít thở đều. Từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên, quay qua bên trái, chống hai tay ngang đầu gối, thở ra, hạ trán xuống cẳng chân của bạn. Nếu có thể không chạm được trán cũng không sao. Rồi hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ cơ thể về phía trước, đồng thời đi bộ thật xa hai tay, hạ trán xuống dưới, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, mở rộng hai chân sang hai bên. Chúng ta có thể mở chữ V, chỉ cần mở chữ V thôi. Và bạn nào mà mở được rộng hơn nữa, ngang hơn nữa thì càng tốt. Cứ theo khả năng của chúng ta nhé. Hai tay đặt trên đầu gối, mông giữ thẳng. Hít vào một hơi thật sâu. Bạn nâng vươn hai tay lên, vươn hai tay lên. Thở ra, bạn chống hai tay ra phía sau mông của bạn. Ngón tay sát về phía mông, hạ cái bàn tay xuống. Đó, đẩy cái ngực lên, nhấn chặt hai chân xuống, đẩy ngực lên. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ đẩy cơ thể lên, hít vào, nâng vươn hai tay, thở ra, hạ tay, chống về phía trước. Chống về phía trước, đồng thời cái phần đùi của chúng ta, đùi trước nó hơi úp đổ xuống một chút. Giữ ở đây nha, hít thở đều, hít vào, thở ra. Bạn có thể hạ nhẹ khuỷu tay xuống, nếu xuống tới. 2, hít lên, thở. Lưng đừng cong lưng nhé, bạn phải hơi úp cái phần bụng dưới của bạn xuống, úp toàn bộ vùng đùi trong xuống. Thở ra. 3, hít, thở. 4, hít, thở, nhớ là lưng giữ thẳng. Đó, 5, hít, thở. Và giữ ở đây 5 giây nha bạn. 5 giây thôi. 5, hít thở đều đi. 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, dang hai tay, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Giữ nguyên tư thế ngồi nha bạn. Hít vào thật sâu, dang hai tay sang ngang, nghiêng qua bên phải này, nghiêng khuỷu tay qua bên phải, nghiêng khuỷu tay qua bên phải, rồi hạ ngang khuỷu tay với đầu gối đi ạ. Thế, sau đó cánh tay trái vươn lên, mắt nhìn theo tay, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên. Chúng ta lại nghiêng qua bên trái nhé. Khuỷu tay hạ nhau, người nghiêng qua bên trái. Khuỷu tay
ngang thẳng hàng với cả cái vùng đầu gối. Vươn cánh tay phải lên, mắt nhìn theo tay, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Tiếp tục mỗi bên một lần nữa, hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, nghiêng qua bên phải. Càng tập chúng ta thấy càng mềm và càng nhẹ, đúng không nào cả lớp? Vươn tay lên thật cao lên. Rồi sau đó hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, nghiêng qua bên trái. Cánh tay phải sát tai, bạn giữ ở đây. Từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, chống hai tay ra phía sau mông của bạn. Một lần nữa úp bàn tay xuống, đẩy vươn cái lồng ngực lên nha. Chỉ vươn cái lồng ngực lên thôi. Hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó đẩy thẳng cơ thể lên, hít vào, nâng vươn hai tay lên, thở ra, duỗi thẳng cánh tay về phía trước. Tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra, bạn hạ khuỷu tay xuống, lưng giữ thẳng. Lúc này chúng ta xuống tư thế dễ hơn, đúng không bạn? 2, hít vào, chúng ta tập lại 5 lần nữa. Thở ra. 3, hít. Thở. 4, hít. Thở. Và nhịp cuối 5, hít vào. Thở ra. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít, nâng cơ thể lên, rồi đẩy cơ thể thẳng lên. Chúng ta nhẹ nhàng thu hai chân, khép lại. Khép hai chân, rung rinh thư giãn cho chân à. Rung rung, thư giãn cho chân. Thế, đúng rồi, rất tốt. Lắc nhẹ, thư giãn cho chân của bạn. Sau đó giữ thẳng chân trái, rồi bắc cái chân phải qua cái đầu gối của bên trái nhá. Thế, sau đó hít vào một hơi thật sâu, duỗi thẳng cái lưng của bạn lên, quay vặn qua bên phải. Chắp hai tay về phía trước ngực, mắt nhìn qua vai phải, hít thở đều. Hít thở bằng mũi này, hít vào và thở ra, nhớ quay cả mặt sang để chúng ta luyện cho cơ mặt của chúng ta được săn chắc đó. Hít sâu, thở chậm, từ từ hít vào, đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Cái chân này chúng ta bây giờ lại kéo xuống, thế kéo ép sát lại để hai đầu gối thẳng hàng với nhau. Hít vào thật sâu, nắm lấy đan, nắm lấy đầu gối, vươn người về phía trước. Thế đúng rồi, vòng tay ôm lấy cổ chân hoặc bàn chân, bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, hạ xuống. Chúng ta tiếp tục nào, duỗi thẳng chân phải, co chân trái, bắc qua, đặt cái chân bàn chân trái qua đầu gối của bên phải, kéo cái mông giãn mở ra. Thế, sau đó hít vào thật sâu, vươn giãn dài cho cột sống của bạn, quay qua bên trái, rồi hai tay chắp về phía trước ngực, mắt nhìn qua vai trái, hít thở đều. Hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào thật sâu, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, xoay thẳng. Sau đó bạn hãy kéo gập cái chân của bên trái lại, đầu gối thẳng hàng với nhau này, mông chạm sát sàn nhé, chúng ta không được kênh mông nào đâu. Hít vào, đan hai tay ôm lấy đầu gối để vươn cái ngực của bạn giãn dài ra, gập cơ thể xuống, hạ khuỷu tay ôm lấy lòng bàn chân và bạn giữ ở đây. Hít thở đều. Hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng lại.
hít bụng phình căng lên, thở xẹp sát xuống. Rồi từ từ hít vào. Bạn nâng cơ thể lên, thở ra. Hạ, thoát tay, thoát chân, mở rộng hai chân sang hai bên. Chúng ta nâng cơ thể, mở rộng đầu gối ra. Hai cái mũi chân của chúng ta có thể chuỗi nhẹ một góc 30 độ. Đó. Hai tay, khuỷu tay này, khuỷu tay này, ấn mở cái đầu gối sang hai bên để chắp được hai tay lại. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Sau đó nhẹ nhàng bạn chống hai tay về phía trước, vươn thẳng cái tay của chúng ta chống về phía trước, thu cái bàn chân lại để cho nó thẳng, gót chân và ngón chân thẳng nhau. Đồng thời hít vào, duỗi thẳng chân lên, cúi nhẹ đầu xuống, thu chân trở lại bằng vai, thế duỗi chân được duỗi thẳng. Thở ra, từ từ kiễng gót chân lên nhé, ngồi xuống, vươn cái ngực lên, mắt nhướng nhìn lên. Hít vào, duỗi thẳng lưng, thẳng chân và hạ gót chân xuống. Thở ra, kiễng cái gót chân lên, mắt nhìn lên. Chúng ta tập 5 lần nha. 3, hít vào, duỗi thẳng căng đầu gối, thẳng chân, thẳng lưng. Thở ra. 4, hít. 5, hít vào. Duỗi thẳng căng, giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Từ từ thở ra. Mông ngồi xuống. Nhướng người lên, giữ hít thở đều. 5 4, 3, 2 và 1. Sau đó bước tay về phía trước. Bước tay một bước về phía trước. Di chuyển chân ra sau, tư thế chữ V ngược nhé. Hất cái mông, đẩy cái mông lên, kéo giãn vai. Giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào, bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít phình căng bụng lên. Thở xẹp xuống. Từ từ hít kiễng gót chân lên, bước chân phải lên cạnh bàn tay của bên phải. Đồng thời bạn nâng cơ thể lên, trùng nhẹ cái đầu gối của bên trái xuống. Hai tay đặt lên trên đầu gối của bên phải, giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Từ từ hít vào, vươn chồm người về phía trước. Rồi bạn rút chân phải ra sau, ép duỗi dài vai, hạ gót chân xuống. Chúng ta đổi bên nhé. Hít, đẩy cơ thể về phía trước, gù cao cái vai lên, để bước chân của chúng ta lên được dễ dàng hơn ạ. Thế sau đó nâng cơ thể, trùng nhẹ cái đầu gối, trùng nhẹ gối của bên phải. Hai tay đặt lên trên chân trái và giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Từ từ hít vào, chồm người về phía trước, chống tay xuống và rút chân ra sau, tư thế chữ V ngược. Hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít bụng phình lên, thở xẹp xuống. Sau đó hít vào, thở ra, hạ đầu gối xuống, duỗi mũi chân, hạ bắp đùi, hạ bụng, hạ ngược xuống. Từ từ từng bước, đúng không nào? Chúng ta điều chỉnh tư thế nằm úp thật thoải mái. Chống cái khuỷu tay của bên trái lên, khuỷu tay của bên trái chống lên, gập cái chân phải lại, gập cái chân phải lại. Sau đó vòng cái tay, nắm lấy cái mu bàn chân của bên phải, vòng đưa vào trong, sau đó nắm lấy mu bàn chân, được không nào? Chúng ta ép xuống. 1 2 3 4 5
Dễ hôm nào cả lớp, rất là dễ đúng không? Giãn toàn bộ vùng đùi trước và cái cổ chân của chúng ta, hít thở đều. Thứ 5, 4, 3, 2 và 1, rất tốt. Từ từ, bây giờ chúng ta lại nắm lấy cái vùng mu bàn chân, sau đó nhấc, kéo lên. 1, 2, 3, 4, 5, được chưa cả lớp, giữ nhá. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ thở ra, hạ chân xuống, chúng ta đổi bên nhá. Chống khuỷu tay của bên phải. Đó. Gập chân trái lên. Nghến cái đầu, dùng lực của khuỷu tay của bên phải, đẩy nghến cái đầu lên. Vòng tay ra sau, nắm lấy mu bàn chân của bên trái, nhấn ép xuống. 1, 2, 3, 4, 5, ép xuống và giữ, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ duỗi chân ra, nắm chắc lấy mu bàn chân, chúng ta tiếp tục kéo lên. 1, 2, 3, rất căng cho vùng lưng, chúng ta chú ý nhé, thận trọng. 4 và 5, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Động tác này cũng khá vặn cho cái vùng cơ lưng, cho nên là sẽ chúng ta thận trọng nhé. Hạ chân xuống, hạ trán, cho nó chống hai tay ngang vai, khép sát hai gót chân lại hoặc mở rộng bằng vai. Từ từ hít vào, chống tay, nâng cơ thể lên. Đừng có co rụt vai, mà phải kéo mở cái vai lên. Thở ra. Hai, hít lên. Tư thế rắn hổ mang này chữa bệnh đau lưng cực kỳ tốt luôn các bạn, giúp các bạn trẻ lâu, cột sống dẻo dai ở cái tư thế này đấy. Thở ra. Thêm một nhịp nữa nha cả lớp. Hít vào, nâng cơ thể lên, nâng cằm, hít thở đều. Từ từ thở ra, hạ cơ thể xuống, áp má xuống, xuôi hai tay, thư giãn thả lỏng cho bắp tay đi. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít bụng phình lên, thở dẹp xuống. Sau đó nhẹ nhàng tay của bạn chống ngang vai, hít vào, đẩy cơ thể trở về tư thế em bé, lùi mông ra sau, hạ trán xuống, sau đó cong lưng để cuộn được từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng. Giữ tư thế ngồi nha bạn, giữ tư thế ngồi, hai tay chống ra phía sau này, mông ngồi lên trên gót chân nha. Thế, sau đó kéo, đẩy kéo cái đầu gối lên. 1, 2, 3, 4, 5, đẩy lên và giữ, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ thở ra, hạ chân xuống, đẩy cơ thể lên. Rồi hạ mông qua bên phải, chúng ta duỗi dài chân ra nào. Duỗi dài chân. Tiếp tục đến với bài tập thở 3 phần để chuẩn bị kết thúc bài tập ngày hôm nay nha bạn. Chụm hai bàn chân lại, mở đầu gối sang hai bên. Thế hai tay ôm vòng quanh rốn, gập cằm xuống. Hãy hít vào một hơi thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên, thở ra xẹp bụng lại. Hít vào, phình căng bụng lên, thở ra xẹp sát bụng xuống. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ siết chặt bụng lại. 4, hít vào, bụng phình căng lên và thở ra xẹp bụng lại. Hít vào thật sâu
bụng phình lên, thở ra siết chặt bụng xuống, hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu, phình căng bụng lên, căng tròn bụng lên, thở ra siết chặt bụng lại. Hít, bụng phình căng lên, thở ra siết chặt bụng xuống. Ba nhịp nữa, hít vào thật sâu, thở ra từ từ. Hít vào, bụng căng phồng lên, thở ra xẹp sát bụng lại, siết chặt bụng xuống. Rồi từ từ thoát hai tay, khép hai chân lại, bắt chéo hai chân này. Đó, chân trái đặt lên trên chân phải, hai tay úp xuống ngang vai, hít vào, nâng chân lên và chúng ta vặn qua bên phải. Mắt nhìn sang trái, hít thở đều. Giữ 5 giây, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, nâng chân lên. Chúng ta đổi bên, hạ chân trái, vắt chân phải qua bên trái, sau đó vặn qua bên trái, mặt nhìn sang phải. Giữ hít thở đều 5 giây nha bạn. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, nâng chân lên, thở ra, hạ chân xuống, duỗi thẳng chân, mở rộng hai chân sang hai bên, hai tay xuôi theo thân, gập cằm xuống, nhắm mắt lại. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Từ từ loại bỏ hết mọi lo lắng, căng thẳng, suy nghĩ trong đầu, để tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào và thở ra, rồi lại hít vào, thở ra, để cảm nhận làn sóng thư giãn và nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ đang bao trùm toàn bộ cơ thể bạn, thư giãn cho các khớp, các cơ, thư giãn cho từng đốt sống, thư giãn cho khuôn mặt, thư giãn cho đôi lông mày. Làn sóng thư giãn đang lấp đầy toàn bộ cơ thể bạn, thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể của bạn. Thư giãn cho não bộ, thư giãn cho tâm trí của bạn. Cảm nhận cơ thể bạn lúc này thật nhẹ nhàng, mềm mại, thanh khiết và hoàn toàn thư giãn. Thư giãn, thư giãn. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có,
Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn, thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn, và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn, và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể bạn, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào, vươn hai tay qua đầu, giãn duỗi thật dài cho cơ thể, rồi nghiêng mình qua bên phải, nhẹ nhàng nâng cơ thể, ngồi dậy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Và bạn cảm thấy thế nào? Đã hoàn thành rất là tốt. Càng ngày tập càng tốt, càng khỏe ra, đúng không ạ? Và Nguyễn Hiếu rất là mong rằng là chúng ta duy trì cái thói quen dậy sớm đều đặn luyện tập cùng Nguyễn Hiếu, và cùng nhau đón nhận những cái sự thay đổi trong một vài tuần tới. Bởi vì các bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi rằng là sau khi mà các bạn luyện tập hay là các bạn dậy sớm, cái thời gian của các bạn dài hơn, các bạn làm được nhiều việc hơn, thành công hơn, thì cuộc sống của các bạn thay đổi tích cực và tuyệt mỹ tới mức độ nào đâu ạ. Và ngày hôm nay thì cũng đừng quên là nhớ up bài lên các cái tư thế chủ đạo mà Nguyễn Hiếu gửi mẫu để cho chúng ta chụp giống như vậy, up lên trên group này để truyền động lực cho bạn bè trong lớp của chúng ta, cũng như là hoàn thành giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ cái live stream này cho bạn bè, cho người thân xung quanh của chúng ta đều được tham gia vào trong nhóm này của chúng ta, luyện tập sớm thì chúng ta khỏe sớm, đẹp sớm và thành công sớm các bạn nhé. Nguyễn Hiếu sẽ gặp lại các bạn vào sáng ngày mai, và mong rằng là sáng ngày mai thì chúng ta sẽ hoàn thành cái thủ tục chuẩn bị được tốt hơn bạn nhé, nhanh hơn. Và Nguyễn Hiếu xin dừng lại cái live stream này ngay tại đây. Nguyễn Hiếu sẽ chúc bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc thật ngọt ngào. Om Namaste.